thịt không em? Dạ. Làm thịt á. Lóc thịt hả? Ba làm bữa xưa nay được bữa đó. Thịt cái họ. Nha. Ờ nửa cái heo con heo cánh nha. Anh này hai em chặt ra ngoài ra đây. Lóc thịt thì khó hơn á. Nặng không? Lóc thịt khó hơn. Dạ em nửa con chị. Ngoài, nửa con quá. Là nửa con đúng không? Con nửa con đó kìa chị. Con ơi. Mai gọi gì nữa không? Góc cánh là theo nửa heo á, hai heo ra ngoài. Đây nữa con luôn nè. Chào tất cả các cô chú, anh chị. Với bạn 17 thôi. Các bạn đã đến với video tiếp theo của Sài Gòn TV nha. Hiện tại là hôm nay cũng có Sài Gòn TV ghé lại các cầu thủ này ở Vĩnh Phong này các nhà. Ở góc ngã tư Bùi Hữu Nghĩa. Qua hai em qua thôi. Hai em qua. Hai em qua đường nè. Hai em qua đường trước thôi. Đi ra. Đây là các cầu thủ ra heo quay, việc quay. Chặt ơi. Đó, nhìn hấp dẫn không? Chặt không? Bỏ đầu với hai con bỏ đầu với đâu hả? Con với ai bỏ đầu đúng không? Con gì thảo theo con chia ai bỏ đầu luôn nè, là hai con bao hộp nè. Hả? Hả, mấy cái? Ba cái chặt không? Ba cái đầu chặt đi. Con mua anh ra ngoài, con gì thảo theo con chia ai bỏ đầu luôn. Con quay đây chia hai bỏ đầu đó sao? Hai con bao hộp con quay. Con quanh ra ngoài đây. Biểu diễn à cô. 3 triệu 5 ngày bên kia kìa. Lấy con tơ xịt ra, kéo con tơ vô đây xịt. Con chặt rồi đó. Mới ra lò. Không nổi. Mới từ xa, hai con thủ kia là từ xa. Có một con bỏ đầu rồi nha.
sau chia hai nè. Đây là gà quay nha cả nhà. Sao bà nữa con? Sao đâu em sao nữa con? Sao Thảo Chi hai? Chị ok. Đó, quay đẹp luôn. Gà nước gà gà đi, nước gà. Đây. Cái này mọc quá không? Nữa, một cái nữa bình thường, một cái nữa bỏ phao. Bỏ cái nào bỏ phao này bỏ phao nó hả hay là cho nữa con đầu bình thường nữa không sao bỏ phao không phải là phải đi bỏ phao rồi đó có bỏ phao rồi hả bỏ rồi thôi làm nữa con thôi. Chưa đủ 18 tuổi phải không? Hai chục rồi. Hả? Hai chục. Hai chục à? Ờ, nhìn như tưởng chưa đủ 18 tuổi chứ. Đúng đúng rồi. Em trai của em à? Em trai hả? Em. Ờ, nhìn thấy giống mà. Em anh nhìn chưa đủ. Hả? Em anh nhìn chưa đủ. Khi 20 chắc em cũng vẫn 23, 24. Cái thằng này nó già lắm anh ơi. Em mới 18 rồi. 18 tuổi à? Ủa chị? Đứa con hả? Kia bên kia. Tập nồng nha mấy nhà. Mấy năm này nè. Kia là cao thủ mười mấy năm đó. Dữ vậy chắc đẹp trai nhất Vĩnh Phong quá hả mới chưa đủ 18 tuổi mà cứ hô 20 tuổi nha 20 á hai đứa con rồi hả ơi thảo rồi dẫn đầu dẫn đầu em đứa em ba đứa rồi em ba đứa đúng rồi chưa chồng mà ba đứa con á ba đứa mà chưa có chồng đi ờ thấy không thấy cao thủ mới xuất hiện thêm cao thủ mới nha cả nhà Vĩnh Phong nhiều cao thủ lắm nhiều cao thủ thiệt hôm nay cuộc sống Sài Gòn TV ghé lại Vĩnh Phong nè thì phát hiện thêm cao thủ nữa ngoài những cao thủ lão luyện rồi bây giờ còn cao thủ trẻ lai gì nha
Pika, pika. Hả? Thêm 2 xíu nữa hả? Qua 2 xíu nữa con theo con chị chặt mới qua cho giỏi vô. Trời ơi má ơi. Con lấy cho 2 xíu ha. Pika đó cái nhà. Đây pika nè. Ồ. Nóng hổi. Ghê dữ không? Vui vẻ nha cái nhà chứ không có gì nha. Lâu vui vẻ không bạo. Chú ba rồi. Vui vẻ không bạo. Chú ba đây. Giống của Vương không? Cái này mà một có ông bảo. Chị hai, chị hai. Thì mình tính tiền như thế nào? Tao lấy đồ từ tiền ra cho người ta 15.000 một cái. À, trừ tiền đó hả? 15.000 cái mẫu không? Nghe cái nhà, tức là cái nhà mà không lấy đồ bịch thì trừ ra trừ tiền ra nghe cái nhà 15.000. Vĩnh Phong được các cầu thủ năm chục heo chặt cầu thủ kia vô chặt có xíu mới vậy có chặt không hả cầu thủ gì cái nè cầu thủ chính à ở heo phụ đây quý chính nè phải không ẩm thực đường phố Sài Gòn và cuộc sống Sài Gòn TV đó có quay rất nhiều đặc biệt là chỗ Vĩnh Phong thì mình cũng quay cũng rất nhiều video như vậy. Thì hôm nay ghé lại chỗ Vĩnh Phong để xem tình hình các bạn cũng như là xem những màn trận quyết của các cầu thủ này. Chào cả nhà này. Có mày cao thủ hai nữa một tay. À cao thủ cái kia hả? À, cao thủ có dịch một tay. À. Trận quyết một tay hả? Tháo dịch cái nữa. À. Tháo dịch một tay à? Tháo dịch một tay hả? Tháo hai tay là tháo hai tay cao thủ này tháo hai tay à? Sau nữa con ra ngoài sau nữa con hai heo một con à. Thank you.
về sao phải không? Về nhà chặt cái đây là gỡ đi nữa gỡ máy bay á hay là sao? Đây không bị bò thấy chưa đây là bò điên lại chú, góc luôn lại điên lại á. Được, đứa con không lấy đầu được. Không lấy đầu cổ được, 165 ngàn. Lấy đầu 170. Đứa con không đầu cổ, phần đứa con ra ngoài luôn à. Đứa đầu nguyên ra đây nè. Con không đồ cổ.
TV xin cảm ơn tất cả cả nhà nha. Chúc cả nhà luôn mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị cô chú trong các video tiếp theo của cuộc sống sau của TV về phẫu thuật đường phố Sài Gòn.